Chiều qua, đoàn công tác tỉnh Sơn La do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Công làm trưởng đoàn có chuyến tìm hiểu, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp hàng hóa công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam tiếp và làm việc với đoàn. Tỉnh Hưng Yên và Sơn La có mối quan hệ gắn bó khăng khít từ tinh thần tô hiệu. Cho đến hiện tại, có nhiều người con quê hương xứ Nhãn đang sinh sống lập nghiệp tại Sơn La. Là tỉnh về đích nông thôn mới thứ 3 cả nước, Hưng Yên sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cũng như hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Sơn La thực hiện thành công chương trình này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công cho biết là tỉnh miền núi có diện tích lớn thứ 3 cả nước với trên 270 km đường biên giới giáp nước bạn Lào. Có 125 xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Sơn La gặp nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay mới có gần 60 xã về đích nông thôn mới trong tổng số gần 190 xã. Tại hội nghị, nhiều kinh nghiệm, cách làm hay về tạo cơ chế chính sách, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới của Hưng Yên được chia sẻ, thảo luận như chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, cho phép mỗi xã được đấu giá 5 hectare đất tạo nguồn phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ về bảo hiểm y tế, xây nhà cho người nghèo. Lãnh đạo hai tỉnh thống nhất sẽ cử đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên lên hỗ trợ huyện Quỳnh Nhai, địa phương đang được chọn xây dựng là huyện nông thôn mới đầu tiên của Sơn La. Trước đó, đoàn công tác tỉnh Sơn La có buổi khảo sát thực tế về thành tựu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phù Cừ.